Dù còn một tháng nữa mới trình làng tại BIMS 2023, nhưng thông tin về Honda CR-V thế hệ 6 hoàn toàn mới tại Thái Lan gần như đã rõ ràng. Tại đây, Honda CR-V thế hệ 6 sẽ có 7 chỗ ngồi tương tự Trung Quốc. Điểm đáng chú ý chính là Honda CR-V thế hệ 6 tại Thái Lan sẽ có hai tùy chọn động cơ như thị trường Mỹ, bao gồm động cơ xăng 1.5 lít 4 xi-lanh tăng áp cho công suất tối đa 193 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm đi kèm hộp số vô cấp CVT và dẫn động 4 bánh toàn thời gian Rintam Time AVKD. Động cơ xăng 2 lít 4 xi lanh chu trình Atkinson và hai motor điện nam châm vĩnh cửu cho công suất kết hợp lên đến 207 mã lực và mô men xoắn 335 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp ECVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Rintam Time AVKD. Honda CRV 2023 cũng có kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.694 mm, rộng 1.864mm, cao 1.692mm. Chiều dài cơ sở là 2.700mm. Kích thước này tương đồng với phiên bản tại Mỹ dù có thêm hàng ghế thứ ba. Ngoài ra, so với thế hệ 5, Honda CZ-V mới dài hơn 84mm, rộng hơn 9mm, cao hơn 3mm, đồng thời chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 38mm. Honda CRV 2023 sẽ trang bị hệ thống treo trước kiểu MacPherson, trong khi hệ thống treo sau là loại liên kết đa điểm phiên bản cao cấp sẽ trang bị la răng hợp kim 19 in đi kèm thông số lốp 235, trên 55 giờ 19 và 4 chế độ lái. Những trang bị đáng chú ý trên Honda CRV 2023 thế hệ 6 sẽ bao gồm Đồng hồ lái kỹ thuật số 7 in, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ hai gập phẳng theo tỷ lệ 60-40, cửa sổ trời đóng mở điện, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động auto hold, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 9 in hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Sạc không dây 15W. Màn hình hiển thị thông tin kính lái hát. Cổng sạc USB-C 30A. Hệ thống âm thanh vòm Bose 12 loa. 10 túi khí. Camera toàn cảnh 360 độ. Honda Sensing cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản Honda CRV 2023, bao gồm các tính năng, đèn phá thích ứng tự động, giảm thiểu lệch làn đường và cảnh báo trạch làn, phanh giảm thiểu va chạm. Điều khiển hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước di chuyển, cảnh báo điểm mù, camera toàn cảnh 360 độ. Thông tin chi tiết từng phiên bản cũng như giá bán chính thức tại Thái Lan vẫn chưa được Honda công bố thông tin. Tất cả sẽ được vén màn vào ngày 20 tháng 3 sắp tới tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2023. Tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa xác nhận thời điểm chính thức ra mắt Honda CRV thế hệ 6 hoàn toàn mới. Hiện tại, Honda CRV vẫn đang bán ra với 3 phiên bản cùng giá bán dao động từ 998 triệu đến 1 tỷ 118 triệu. Trong tháng này cả 3 phiên bản đều được giảm 100% phí trước bạ tương đương 100 đến 132 triệu.